Cảm ơn quý vị vẫn như là sống để theo dõi chương trình Nhận Định Thế Sự cùng với bình luận gia Lý Đại Quyên ngày hôm nay. Chúng ta nhớ là phần cuối của chương trình thì bình luận gia có nhắc đến một câu là những cái Hoa Kỳ tự động đã chọn mình vào một cái thế yếu. Đấy là một cái điều rất là chúng ta thấy rất là ngược mâu thuẫn. Chúng ta biết là Hoa Kỳ mạnh từ kinh tế đến quân sự, mà gần đây cái thế sự trỗi dậy của từ Trung Cộng đến những nước Nga, Hoa Kỳ trên thương trường quốc tế dường như là họ bị lép vế cho những cái nước này, thì tại sao có tình trạng nó xảy ra thưa ông? Vâng, ông Trung Việt Nam, ông Mỹ đó, khi ông thắng là Liên Xô rồi tan nát rồi đó. Thời ông Reagan đó. Ông Reagan đó, thời ông Reagan đó, thì ông thấy là mình phải làm hòa bình. Phải tỏ ra một cái gọi là siêu quyền lực, đừng lớn bên trên tất cả. Thì ông bẻ tự bẻ ra không thôi. Tới CIA ngày xưa, họ có quyền lật đổ, có quyền bỏ, lật đổ tất cả chính quyền họ cũng có muốn. Họ không phải lấy tin tức không thôi, họ lật đổ. Còn những thằng, những anh nào mà chống lại chủ trương của Mỹ đó, bí mật họ cho đi mỏ tôm hết. Tức là CIA trước đây xuất hiện là con diều hâu. Bây giờ ông đi gần ông lên, ông bỏ diều hâu để ông đi bồ câu. Thì trên đầu những người mà ngày xưa CIA tạo ra, như là Saddam Hussein, như là Bin Laden, cũng là Mỹ tạo ra thôi. Bây giờ không, trên đầu ông không thấy con diều hâu đâu cả, chỉ thấy bồ câu thôi. Thì tự mình trở thành và Mỹ bỏ rơi, thì có thể đi nước đỏ nơi kia. Bao nhiêu lãnh tụ trên thế giới đều rơi vào tình trạng đó. Tức là không có ai kiểm soát, không sợ Mỹ nữa, không biết sợ Mỹ. Trước đây Mỹ bị Cộng sản nó gọi là sân đầu quốc tế, lúc nào cũng đi vào con sân quốc tế, bởi vì CIA họ làm công việc của họ. CIA thành lập ra thời đại ông Eisenhower, tức là ông von Tonelot tập đạo ra. Vì trước đây, sau trên trước trong chiến tranh thứ hai, thì cơ quan gián điệp của Anglais họ dắt Mỹ đi hết các nơi. Về sau khi mà chấm dứt được tranh thứ hai, thì nước Mỹ tự phải làm chủ lấy đó, phải tạo ra cái guồng máy CIA, hệ thống CIA để mà đi kiểm soát khắp thế giới thành tờ sen đầm. Và khi Cộng sản lăn vu như vậy, khi Cộng sản tan rồi, ông thấy mình không cần cái đó nữa. Cái đó là đối với cái tình trạng cái hiện tại lúc đó. Đến cái tình trạng bây giờ thì theo ông, cái chính sách của Hoa Kỳ và đặc biệt là những một trong hai người sẽ trở thành tổng thống, theo ông họ có khởi động lại cái CIA chương trình này không? Này, trước khi mà ông Reagan đã bẻ cái răng của con diều hâu, tự bẻ răng mình đi rồi đó, thì thành bồ câu đó. Đến thời ông Clinton thì bắt đầu là làm kinh tế giàu mạnh, thì ông phải dùng cái khác, tức là dùng kinh tế toàn cầu hóa, tức là đem cái tư bản Mỹ giải khắp thế giới, hỗ trợ cho tất cả quốc gia làm tư bản, tung tiền ra khắp nơi, tung cái vốn của mình đó, tạo ra cái những cái cơ sở gọi là đầu tư của quốc tế ở trên khắp thế giới, không lên thuế, và được quyền vay vốn của nước Mỹ để làm kinh tế tại ở đấy, từ Exim Bank nó cho phép như vậy. Thành nước Mỹ chỉ có lấy tí lời tí ti vì Exim Bank mà thôi, chứ còn không có đóng thuế đâu nữa. Thành ra các đà tư bản của Mỹ đem giải, đem công việc ra không ngoài hết, đem vốn ra ngoài hết. Đó là tình trạng mà Trung Cộng bao rất là nhiều nhà máy tất cả. Nhưng mà rơi vào cái tình trạng mà nó vào cái nước không có dân chủ, nó vào cái nước độc tài, thì tất cả những cái tiền bạc của Mỹ làm ra kinh tế và phát triển cho cái dân nước đó, nó trở vào tay tham nhũng, nó trở tay độc quyền của Đảng Cộng sản hay là các nhà độc tài, thì nó đã trở thành, nó lấy vốn đó nó chống lại Mỹ. Như Nga không có trường hợp đó, vì Nga đông là ông Mỹ ông săn đó kỹ lắm, vì có nguyên tử, ông săn kiểu nguyên tử thôi. Còn Trung Cộng là trường hợp như vậy, Việt Nam cũng như trường hợp như vậy, mượn vốn của Mỹ không phải để phục hồi cái kinh tế của đất nước của mình, mà để tham nhũng, để giữ cái quyền lực của mình. Trung Cộng cũng vậy mà Việt Nam cũng thế. Đó là vấn đề đặt ra.
khi đầu tư tư bản đầu tư chẳng lẽ một rút đi ngay đầu sắp hết. Trong thị trường ở Mỹ là thị trường phải gồng lên để mà tiêu thụ những cái sản phẩm của công ty Mỹ làm ở các nước Trung Cộng, làm ở nước Việt Nam để mà gánh cái đó. Người dân Mỹ gánh hết. Như vậy cho ông hy vọng là nước Mỹ sẽ nhìn lại cái chính sách, những cái hậu quả mà họ thay đổi chính sách. Họ đã phải đến lúc phải trở lại vai trò không phải xét nghiệm quốc tế như ngày xưa, mà phải là cảnh sát quốc tế để bảo vệ hòa bình thế giới. Đeo thẳng đến ngực mình, chúng tôi bảo vệ hòa bình thế giới và bảo vệ nhân quyền cho mọi công dân của các nước ở trên thế giới. Cái đó điều rất là cần, tại vì cái tiếng nói của những người đó không có được bảo vệ. Thành ra vấn đề đặt ra là cái sức mạnh của Hoa Kỳ nó nằm ở hai nơi, là một là tài chính, tức là những nhà băng đã họ làm chủ tất cả rồi, họ mở ra họ làm chủ tất cả các nơi, họ kiểm soát tất cả nhà băng trên thế giới. Nước Mỹ mà gọi là sushi mũi té thì cái đồ nó té hết. Yeah. Hơi cảm cảm hát hơi cái thì mấy anh đổ hết, là kinh tế họ làm chủ rồi. Yeah. Nhưng có cái mà gọi là cái quyền lực để mà khống chế tất cả các lãnh tụ thế giới. Yeah. Đã bỏ mất, đó là CIA. Yeah. Chắc chắn là trong hy vọng trong tương lai họ phải lấy trong tương lai này. Họ phải tự gắn lấy cái bảng cảnh sát quốc tế trên ngực họ. Nước Mỹ là cảnh sát quốc tế để bảo vệ hòa bình, an ninh và tự do dân chủ cho toàn thể nhân loại. Đã đồng tiền rất là đáng lẽ. Tức là kinh tế toàn cầu hóa thì phải dân chủ hóa toàn cầu. Yeah. Nếu có như vậy thì có với hòa bình. Không có thì có những anh nọ nhồi lên kia nhồi lên. Tất cả vấn đề đặt ra là nước Mỹ muốn làm hòa bình. Yeah. Nhưng không làm được. Nước Mỹ muốn đem tiền phát triển khắp thế giới không được, bởi vì nó thu đứng thằng nơi anh cầm quyền nó thu tóm hết, dân chúng được gì hết. Yeah. Thì dân chúng vẫn oán Mỹ rồi. Những anh chính quyền ở các đồng đất độc tài nó khinh Mỹ. Không phải là ông Obama làm việc đó, ngay từ thời ông Reagan đã làm việc đó. Yeah. Và ông các cái tổng thống sau này nước Mỹ khi làm việc đó thì Mỹ tin tưởng là sức mạnh quân sự của mình giải quyết được. Nhưng mà không phải lúc nào cũng đem quân sự giải quyết. Yeah. Ông Bush ông giải quyết bằng quân sự là thua. Yeah. Chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ nhìn lại những chính sách đó. Thì chỉ còn ít phút còn lại của chương trình, thì chúng ta biết là trong chỉ còn ít hơn 2 tuần nữa là Hoa Kỳ, những người dân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đem lá phiếu của mình để chọn tổng thống. Thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta đứng trước hai ứng cử viên, một cái ông Donald Trump với những lời tuyên bố của ông, chính sách của ông, cũng như là bà Clinton. Thì nếu mà bình luận ra Lê Đại Nguyên là người bỏ phiếu thì ông sẽ chọn cái ứng cử viên nào không? Riêng cá nhân tôi đó. Yeah. Thì có hai cái điều mà sau 2-3 cái cuộc mà debate tranh luận thì tranh luận thấy rõ ông Donald Trump không có khả năng làm tổng thống. Lý do? Bởi vì ông ấy không có biết cái trách vụ, trách nhiệm và vị thế của tổng thống. Khi mà ông tuyên bố là khi mà tôi bỏ tù bà Clinton, thế là ông sai hoàn toàn. Nước Mỹ này không có ai bỏ tù được ai hết ngoài tòa án. Khi xét có tội rồi thì bỏ tù người ta. Còn không, ông tổng thống nào dù cái gì cũng không thể bỏ tù được một ai, một công dân thường thôi, chứ đừng nói một chính trị gia. Yeah. Ngay cả người bà mà vận động trong cái nội các của ông Donald Trump cũng lên án cái việc đó. Cái thứ hai, nghi ngờ cuộc bầu cử này là gian lận. Trên 200 năm nay rồi nước Mỹ bầu cử, cái hệ thống bầu cử người ta không có thể gian lận được, vì đây là cuộc bầu cử của một nước Cộng hòa đáy tầng, căn cứ vào địa phương. Những địa phương nhỏ nhất họ tự làm lấy những cuộc bỏ phiếu bầu cử, tự quan sát tổng phiếu và tự cái làm cái hội đồng bầu cử của các địa phương nhỏ. Không một ông tổng thống nào có thể kiểm soát được tất cả hàng mấy trăm ngàn cái cơ sở bầu cử. Không một đảng phái nào có thể kiểm soát hết, mà các đảng phái
họ báo chí họ đều kiểm soát từng vùng một, từng nơi một. Nếu có gian lận thì vài ba số phiếu. Không thể gian lận được cả cái nước Mỹ này. Mà không ai đủ khả năng để gian lận cả nước Mỹ này. Đúng là cái lời tuyên bố ông làm một cách nào đó. Cho nên rằng khi mà người thắng cử, người thất cử, khi mà nghe đã 270 phiếu cử tri đoàn về tay người ai rồi, thì lập tức nhắc hồ lên chúc mừng. Đó là sự tin tưởng và cái sự trong sáng của một cái rất đẹp của nước Mỹ, một cái mà làm cho tất cả thế giới ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Bây giờ bảo ôi này, khi nào tôi có thắng cử thì tôi mới nhận, tôi thua là dàn lận chắc đương. Rất là trẻ con. Trẻ con không xứng đáng làm tổng thống. Và cho nên rằng giữa hai người đó, tôi là công dân Mỹ, tôi phải lựa chọn. Tôi chả biết là tôi chưa đứng tính tới cái việc mà chính sách đó kia, đích thực chính sách đó kia. Nó không phải là một ông tổng thống làm được ra chính sách, cả quốc hội này, đủ thứ hết. Hai lưỡng viện quốc hội làm ra, ông tổng thống có đem ra chính sách mà họ cho tiền thì cũng chẳng làm gì cả. Thì không phải ông tổng quyết định cả, mà cả một hệ thống. Và khi làm tổng thống rồi thì cả một hội đồng mà có cố vấn, chính phủ đủ thứ hết. Nó làm không phải chính phủ này của nước Mỹ không thôi, mà của cả thế giới. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ của bình luận gia Lê Đại Quyên. Tất nhiên là chúng ta biết là tới ngày 8 tháng 11, tất cả những cử tri, đặc biệt là bà Linh đang có phiếu nha, tôi có. Tất nhiên là sự lựa chọn cũng dành với quý vị với lá phiếu của mình, đó là thực hiện cái quyền công dân của mình cũng như là cái sự dân chủ mà chúng ta đang thừa hưởng ở nước Hoa Kỳ này. Một lần rất là cảm ơn bình luận gia Lê Đại Quyên cũng như là quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và mời ông gửi lời chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thưa ông. Cảm ơn nhân, chào quý vị. Một lần chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn quý vị vào chương trình lần sau.